Ok, chào các bạn, em hướng dẫn cái cách đấu nối mạch led pháo hoa âm thanh nhé. Đây, màu đỏ là dương này, đen là âm này, màu vàng là chân data của led nhé, còn màu trắng là chân CLK nhé. Mạch này thì chạy được cả led 4 dây nhé, CLK có thêm chân CLK nhé, 6803 hoặc là 1916, 1903. Đây, mình bóc ra mình hướng dẫn cách này. Đầu tiên mình sẽ vào nút set này, nó có 3 nút này, set này, trừ cộng này. Ở trên led hiển thị thì có led power này, led run này, led cồn, led tia này. Đấy. Đầu tiên khi cấp nguồn vào này thì các bác cấp chân CLK, nếu mà có led 4 dây có chân CLK thì cấp vào màu trắng này. Còn nếu mà chân chỉ có 1903 thường thì chỉ dân dùng chân data thôi, thì dùng dây màu vàng nhé. Em cấp rồi này. Đấy, sau đấy nhấn giữ nút set này khoảng 2 giây nhá. Thì bắt đầu là nó sang cái chế độ chọn led nhé. Nếu mà chọn led đúng thì nó sẽ nháy 7 màu như này. Đây, còn nếu mà chưa đúng thì mình nhấn cộng trừ. Đây. Đấy, nó sai màu led nên nó nháy loạn đấy. Đấy, đây là sai nhá. Nhưng mà đúng này, đúng thì nó sẽ nháy đủ 7 màu luôn. Đấy, ok, đúng rồi thì mình nhấn giữ set để nó bắt đầu vào cài cột, thì nó hiển thị lên led cột này. Cột thì bắt đầu mình nhấn cộng này. Đấy, nhấn giữ này cho nó nhanh. Nhấn từng cái thì nó lên từng led, nhấn giữ thì nó sẽ chạy nhanh. Mình đang đến 100 led cột nhé. Đấy. Đấy, thừa thì nhấn trừ cộng này. Sau đấy nhấn giữ set 2 giây. Đấy, led nó nhảy lên tia này. Thì mình chọn tia này. Nhấn giữ này. Tia mình đang chọn khoảng mười mấy led ấy. Đấy, ok. Đến ưng rồi thì nếu mà dài quá thì thừa, trừ là cộng. Đấy, nhấn giữ set. Đấy, nó chuyển về chế độ răn. Chế độ răn này là tốc độ chạy nhé. Đấy, tốc độ chạy mình cộng trừ để thay đổi. Đấy, cộng này. Đấy, ok rồi thì nhấn set 2 giây. Đấy, lên tốc độ tia nhé. Trừ cộng để thay đổi này. Đấy, tiếp đến là nhấn giữ set để về chế độ gian chạy. Đấy, bắt đầu chạy đấy. Mình cắm giác âm thanh vào là chạy thôi. Đấy. Đây, bật to âm thanh. Đấy. Xong thì mình nắp hộp lại nhé. Nắp hộp để bảo vệ. Đây. Đấy, cắm giác âm thanh vào. Mình dùng led 5V thì sử dụng nguồn 5V luôn nhé. Đấy. Ok,